một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Diêu Hùng, sáng thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021 của tôi. Thưa quý vị, à, thôi thì cũng còn là Tết đi, nên tôi vẫn để cây đào, cho đến khi nào mà đào nó rụng hết thì mới vất đi. Texas của tôi, thưa quý vị, trong tuần qua gặp một cơn gọi là bão tuyết kép tuyết kép làm cho cả tứ bang đông lạnh và ở tại Houston vùng phụ cận có một cái thành phố nó gọi thành phố Sugarland xảy ra một vụ hỏa hoạn để mà sửa ấm á thì chủ nhà đã cho bật sưởi chimney lên mà không biết là đốt lò như thế nào thì đã gây ra một hỏa hoạn Hỏa hoạn đó đã thiêu chết cả gia đình một bà ngoại 75 tuổi và ba đứa con 11, 8, 5 của một gia đình Việt Nam hậu Nguyễn. À, trước khi đi nói sâu vô cái câu chuyện này thưa quý vị Thì trước tiên tôi xin thành kính phân ưu cùng với gia đình Anh Nê Thanh Nguyễn và chị Chắc Nguyễn và nguyện cầu cho linh hồn của bà ngoại của các cháu và bà Loan Lê và các cháu linh hồn của các cháu được sớm về hưởng phúc thiên đàng và theo tôi được biết thì bà Loan Lê thường hay dẫn các cháu đi thánh lễ ở nhà thờ Saint Lawrence ở Sugarland nên tôi cũng xin là thành kính phân ưu đến cùng trang quyến và cầu nguyện cho bà Loan Lê và các cháu được sớm hưởng phúc thiên đàng. Đó là điều đầu tiên tôi muốn xin phân ưu. Điều thứ hai đó, có những người hỏi tại sao là lạnh mà đốt sưởi lò sưởi mà lại cháy nhà. Tôi không biết chị chắc kỳ nguyện đốt lò sưởi như thế nào. Nhưng mà đó, ở Sugarland là một cái khu vực khá là khá giả rồi các nhà ở khu vực đó đều là một là đốt ga hai là đốt bằng củi nhưng mà ở dưới vẫn là ga và trước khi đốt thì coi chừng là phải mở cái nắp ở đằng trong á thì nó mới thông hơi lên được còn nhiều khi mình cứ tưởng rằng là cứ là để củi lên như vậy rồi mình đốt á thì nó giữ lại là khói và một hồi nó nó bốc cháy nên không biết chị chắc kia nguyễn là có mở cái nắp thông hơi đó hay không vì nợ mở cái nắp thông hơi đó thì ít khi mà nó gây ra hỏa hoạn lắm nếu mà có ga ở dưới và củi thì nó đốt cháy đều đều nó có bốc khói ra ngoài và nó không có nó nó không có bốc lửa ra ngoài đó cũng là có thể rằng là nhiều khi có nhiều gia chủ không biết cái chuyện đó nên không có mở cái nắp thông hơi ở trong đó. chứ không phải là ở ngoài ở trong đó, nó có cái nắp thông hơi à, theo báo chí của địa phương đó, thì chị chắc cái nguyễn là có đốt đốt lò nhưng mà không biết lò gì tôi không biết gọi là chỉ là đốt lò thôi và chị đi công việc thì về thì lúc đó là nhà đã cháy rồi theo báo chí địa phương đó là chị muốn chạy vào để cứu các con nhưng mà lúc đó lửa cháy lớn lắm rồi nước cũng không có bị đông đá nên là chị đòi chạy vào thì những người cứu hỏa đó họ chặn chị lại tôi hiểu cái tâm tư của người mẹ rất là đau đớn như vậy ba đứa con rất là đẹp ba đứa con thông minh đẹp hình ảnh rất là dễ thương tôi các vị là người việt nam và cũng theo báo chí thôi tôi không biết chắc nha Theo báo chí địa phương á, thì Chị chắc cái Nguyễn lập gia đình với anh Nê Thanh Nguyễn Và hai người đã lục đục với nhau nên đã chia tay nhau Chị thì ở với mẹ và ba đứa con Mẹ chị là bà Loan Lê Còn ba đứa con á, thì chị lo cho ba đứa Còn anh á, thì cũng ở Sugarland nhưng mà ở nhà khác và khi mà nghe tin này ra thì là anh cũng rất đau lòng à, anh Lê Thanh Nguyễn cũng rất đau lòng tôi xin đọc báo chí địa phương một chút xíu để quý vị biết thêm những cái dữ kiện đã xảy ra à, dữ kiện đã xảy ra thì à, tôi cũng sẽ cố gắng lấy cái tấm hình của ba đứa trẻ ở trên báo chí địa phương à, mà do gia đình trên Facebook của bà Loan Lê để lại tôi cũng nói trước như vậy không? À, ba đứa nhỏ đó đứa chị tên là Olivia Nguyễn 11 tuổi rồi đứa thứ hai là Edison Nguyễn 8 tuổi Và đứa thứ ba đó là Coco Nguyễn 5 tuổi ba chị em rất dễ thương và rất Ngoan hiền được bà ngoại dẫn đi thánh lễ ở nhà thờ saint Lawrence thưa quý vị Thì ba trẻ ở trong nhà ngủ thì chỉ biết rằng là hỏa hoạn Nó xảy ra và thiêu chết cả ba trẻ lẫn luôn cả bà ngoại Vào sáng sớm thứ ba của giờ địa phương của tôi thưa quý vị Ba trẻ và bà ngoại tên là Loan Lê Đang ở trong nhà thì lửa bốc cháy, cháy mà không cứu được và theo báo chí địa phương là cháy từ fireplace tức là cái lò 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 lò, lò cái cái lò đốt, đốt lửa đó và họ nói rằng là chứ mẹ tức là bà Jackie á, đã đốt cái lò này để mà giữ ấm cho nhà giữa cái cơn lạnh lạnh kinh khủng của Texas nhưng mà đã người mẹ đã đi thì bà hàng ngoại bà ở nhà mà không hiểu tại sao lại để cho cái lò lửa đó nó bốc cháy ra ngoài và nó thiêu luôn cả gia đình và khi mà bà chắc nguyễn trở về mới thấy lửa cháy to như vậy đòi nhảy vào thì đội cứu hỏa đã ngăn chặn bà theo báo chí địa phương đó, là trước khi mà lửa cháy đó nhà này đã lạnh không có điện 8 tiếng đồng hồ ba đứa trẻ nó lạnh quá không cái ngôi nhà này đó là cái ngôi nhà hai tầng ở Sugarland thưa quý vị. Thì nó lạnh quá thì cho nên đó là để mà giữ giữ ấm cho có các con bà Trác Ki Nguyễn đã bật lửa để uh, bật lò lửa để để có ấm trong nhà. Thưa quý vị thì uh, khi mà hỏa hoạn xảy ra rồi đó thì bây giờ đó là nhiều người uh, không biết nguyên do nhưng mà bây giờ cứ đổ lỗi là tại sao tiểu bang lại để cho nó lạnh quá như vậy. Đó là một tai họa thiên tai đến thưa quý vị. Thiên tai đến. Lạnh. Nhiều người có lạnh. Nhưng mà đó là để cho cái sơ sẩy như thế nào đó. Để lửa nó bén ra ngoài đó. Thì cũng là cái trách nhiệm của những người đó nữa. Cái trách nhiệm đó cũng là trách nhiệm của chị Jackie Nguyễn cũng là trách nhiệm của bà ngoại bà Loan Lê ở nhà phải dặn cẩn thận như thế nào đừng để lửa nó bén ra ngoài chứ không thể nào đổ lỗi cho tiểu bang vì cái cơn lạnh như vậy không thể nào đổ lỗi nhưng mà có những người như là cái chị là là là, là gì là là cô cô thì đúng hơn em đây là tức là em của 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 bố không huh? cô của mấy đứa nhỏ đó đã lập gia đình với người Mỹ thì lấy cái tên họ của người Mỹ là Vanessa con có nói rằng là chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra tại sao lại để cho nhà đèn không có đủ sức điện như vậy thành phố cũng nên chuẩn bị tại sao lại cúp điện tại sao điện như vậy như vậy vân vân và vân vân thì đương nhiên khi mà lạnh á thì là cả cái tiểu bang này chịu đựng chứ không phải chỉ có một người chịu đựng hai hay là hai gia đình chịu đựng nhưng mà ra là việc mà bật lửa trong nhà thì nó phải có những cái quy chế của nó như tôi nói hồi nãy là coi thử ở trong có cái nắp hay không phải có cái nắp phải mở được cái nắp đó rồi cái việc thứ hai nó sau khi mở nắp là lấy cái cái, cái cây thọt coi thử nó có đồ gì nó rớt ra xuống hết đi rồi tránh những cái đồ mà đứng gần lò cái, cái 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 lửa để nó khỏi văng ra ngoài nó bốc cháy thì cái đó cũng là trách nhiệm của mỗi một gia chủ thưa quý vị nên không thể nào đổ lỗi cho cho chính quyền hết được tại 26 của Houston nó có cho biết rằng là lúc 2 giờ sáng á, khi mà lửa đã bốc cháy lên cả ngút trời rồi 2 giờ sáng thứ ba thưa quý vị lửa đã bốc cháy lên ngút trời rồi thì đội chữa lửa đã đến nhưng mà nó không cách nào mà chữa kịp hết thứ nhất là vừa là lạnh thứ hai nó đông nó đông đá các cái cục 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 nước á tiếng anh nó gọi là hai trên cho cái cục nước đó, đó nó cũng không có làm việc đầy đủ nên lửa cứ bốc cháy chịu thua thôi Đúng không? Và cũng theo đài 26 thì nói rằng là chị chắc cái Nguyễn khi thấy như vậy là chị tính là chạy vào nhưng mà chạy vào trong nhà nhưng mà đội chữa lửa ngăn chị lại. Đội chữa lửa ngăn chị lại. Không cho chị vua trong đó là vì nếu mà vào thì chắc chị cũng bị thiêu luôn. Thưa quý vị, đó là một cái chuyện rất là đau lòng xảy ra cho một gia đình Việt Nam bà ngoại tên là Loan Lê và ba cháu trẻ rất là đẹp dễ thương à, ba cháu cũng đã vĩnh viễn ra đi tôi cũng xin uh, xin phép là, là lấy cái tấm ảnh của ba cháu gửi cho quý vị một chút xíu thôi để coi như là một sự cầu nguyện cho ba cháu được sớm hưởng Phúc Thành thiên đàng Thưa quý vị, đây là hình ảnh ba cháu Olivia, Edison và cô cô Nguyễn. Hình ảnh này được anh Nathan Phúc Nguyễn là thân phụ của, của các cháu đưa lên trên trang nhà Twitter để tưởng nhớ ba cháu và cũng kêu gọi sự hảo tâm của những ai thương xót các cháu trên trang gọi là GoFundMe. Đây là hình ảnh ba cháu thưa quý vị. Đó là hình ảnh ba cháu mà chính thân phụ của ba cháu là anh Nê Thanh Phúc Nguyễn đưa lên trên trang Twitter và Facebook kêu gọi mọi người thương nhớ các cháu và nếu ai có lòng hảo tâm đóng góp cho cái quỹ tang lễ của các cháu thưa quý vị. Tang lễ của các cháu và bà ngoại nữa, bà Loan Lê 75 tuổi. Đây là một thảm họa cho một gia đình Việt Nam trong cái cơn bão tuyết vừa qua. Và một lần nữa, tôi xin phân ưu cùng với gia đình của anh Nathan Phúc Nguyễn, chị Trác Kỳ Nguyễn, nguyện cầu cho hương linh cụ bà Loan Lê sớm được hưởng phúc thiên đàng và các cháu được đón nhận nơi phúc vĩnh hằng của thiên đàng. Vĩnh cửu thưa quý vị. Câu chuyện xảy ra ở tại Houston, Texas. Sugarland cách đây của tôi khoảng chừng có 10 phút lái xe thôi thưa quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi với tôi sáng thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.